Vâng, xin chào mọi người nha. Ngày hôm nay thì trời lạnh lắm mọi người ạ. Không biết là ở chỗ các bạn như thế nào. Ở chỗ mình hiện tại giờ theo dự báo thời tiết thì là khoảng 14 độ nha mọi người. Đấy. Nên mình hôm nay thì chắc là sẽ làm mà thôi, hôm nay mình không đi làm mà ở nhà. Nên là mình sẽ quay một cái video ngắn để sưởi ấm cái tâm hồn ăn uống. Chắc là sẽ làm một cái món gọi là nóng nóng một tí, tức là món thịt nướng nha mọi người, nướng nha. Rồi sẽ cho mọi người về cái chả muối ớt để chấm thịt nướng cho nó ngon. Tại vì hôm bữa có một số bạn, số anh chị kêu là làm sao để có cái muối chấm thịt nướng nó ngon. Thì cái này mình từ nữa mình sẽ quay rồi sẽ chia sẻ về cái cách ở nhà thường hay ăn và làm nha. Thôi mình cũng chuẩn bị đi ha. Go nào. Bây giờ ướp thịt trước nha. Đây mọi người, đây là thịt ba chỉ. Thịt heo nhé. Hay còn gọi thịt lợn cũng được. Đấy. Thì cái này được ướp với muối với một ít củ nén nhé, củ nén được giá ra nha, xong rồi ướp cái này nha. Củ nén là củ như nào thì trong những video trước của mình nhé, mình đã nói nhiều về củ nén này. Không biết ở chỗ khác nó gọi như nào nhưng mà chúng mình gọi là củ nén hay là củ, đại loại là củ. Nói với dạng anh em họ hàng củ hành đây này. Mọi người nhìn kỹ nhé. Cái củ này thì nó xanh xanh, không phải nó bị thối đấy nhé. Nó xanh xanh rồi kìa. Đây, mọi người nhìn kỹ chưa? Đó. Thì cái củ này rất là thơm. Đây, ướp cái này thì thịt với muối ướp tầm khoảng 15-30 phút thì nó cho nó thấm. Đây mọi người, trong thời gian chờ đợi ướp thịt, bây giờ mình sẽ chạy xuống để hái lá chanh nhé mọi người. Đây. Thì mình cũng ít thời gian nên là tranh thủ thời gian rảnh là mình sẽ làm video cho mọi người coi luôn. Quên, lỡ để chìa khóa là mất luôn đấy. Đây là cái nơi mình sẽ hái một số rau cần thiết để mình làm cái muối. Ôi, nhưng mà tiện thể thì ở đây những hoa để chơi Tết nha mọi người. Hoa giấy nhá, tất cả để hoa giấy nhá. Bữa nay ai chơi mấy cái loại hoa kia nữa, bây giờ chuyển sang chơi hoa giấy thôi. Ở đây có nhiều loại hoa giấy nha. Hoa giấy màu tím, hoa tím hồng hồng này. Có loại màu trắng này, loại này đã ghép rồi này. Đấy, cây này có hai màu. Còn đây là màu cam, vàng cam. Ở nhà trên lúc nãy thì nó có mấy cây thôi. Đây, cái cây này cũng màu... Đây, mọi người nhìn cái màu này với cái màu kia nó có giống nhau không? Cái này là màu hồng nha. Đây, mình hái một bông để cho mọi người coi. Đây, nó khác đúng không? Đẹp ha. Đấy. Đây, có cả màu hoa hồng này. Hoa hồng cam nha mọi người nhé, đẹp lắm này. Đây màu hồng cam này. Đẹp nha. Đấy. Đấy chưa. Cái này nhỏ xíu xíu à, chắc khô rồi. Hồi trước là nhiều màu, nó nhiều hoa đẹp lắm. Năm nay nó bị sao, nó rụng hết rồi. Giờ nhìn nó không được đẹp lắm mọi người ạ. Đấy, nó không được đẹp lắm. Bây giờ nhìn nó xấu xấu này, nó tàn thôi rồi luôn. Này trắng. Này có màu đỏ đỏ thôi. Đỏ hồng hồng thôi. Thì đấy, chuyện đấy hoa thôi mọi người. Còn cái này là hoa, cái này là ở miền Tây tặng nha. Đây. Đấy, hoa lấy từ miền Tây đó. Cái này cây dâm bụt. Cái này cũng là màu hoa gần đỏ 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 này. Nó hơi nhạt so với các màu khác này. Nó có nhiều lắm, cái kiểu màu đỏ nó nhiều. Thôi, bây giờ cái lá mình cần hái là mình sẽ hái thôi. Này, có hoa giấy này, đỏ đô này, đỏ nó chót luôn này. Đấy mọi người thấy không? Đây mọi người nha, này, đỏ đỏ này. Đó. Cái này mình đang trồng mới này. Đây. Thôi bây giờ mình hái rau nha. Đây là ngò gai nha mọi người.
Không quên nhiệm vụ là mặc dù là đi hái rau nhưng mà tranh thủ quay hoa cho mọi người coi. Để hoa để chơi Tết thôi. Còn bây giờ mình sẽ hái ngò gai này. Xanh lắm mọi người ha, cái này nhà trồng á. Trồng là để ăn thôi. Nó vừa mới lên được một tí là đã hái rồi. Tại vì lúc nào cũng kiểu cái tâm hồn ăn uống á. Sáng nó mới tươi đấy, nhìn còn tươi lắm. Người gai thì đã có rồi, giờ tiếp tục hái thêm loại khác nữa. Nhưng mà đây là hoa hồng đẹp. Giờ ít hoa rồi, hồi trước nhiều hoa, trước đây hoa toàn là hoa thôi. Khu này toàn là hoa thôi. Đấy, hồi trước toàn là hoa thôi. Đây, đây. Đây là cái món tiếp theo không thể thiếu được. Đây là lá chanh nha mọi người nha. Này, thịt thì phải có lá chanh thì nó mới ngon, mới thơm được. Cái này là cái ở nhà gọi là ưa thích. Nên trồng luôn, trồng trồng để ăn đấy mọi người. Không phải là trồng để làm cảnh nữa nha. Đây này, mấy cái này lá non nó mọc này. Lúc trước là hái nhiều quá, giờ nó mọc lá non rồi này. Nó ra lá non nhiều lắm. Hôm nay là sẽ làm muối ớt và lá chanh nha. Mình hái cái lá nó già già một xí nhé. Tại vì... Đó. Già già xí thì nó mới thơm được, còn lá mới còn non non như này này thì nó cái mùi vị nó chưa có thấm đâu, chưa có ngon đâu, nó kiểu là sao nhỉ, mà tóm lại là già già mà thì ăn nó mới ngon. Lá chanh thì cũng có rồi, ngò gai thì cũng có rồi, giờ mình sẽ lên thịt, chắc là ướp nãy giờ là ok rồi, giờ mình sẽ đi nướng thịt nha mọi người. Rồi tới đây mọi người, đầy đủ rau đít rồi. Và thấy mọi người nha, thịt đã được đưa lên vỉ nướng rồi. Thì vỉ nướng đã dùng nhiều lần rồi, bây giờ nó đen luôn rồi. Đấy, thịt bây giờ là đang được nướng. Ok nha mọi người nhé, trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng đi làm muối ớt nào. Đây mọi người ơi, tất cả những cái cần thiết để làm một cái muối chấm thịt nướng ngon là phải có nhất ớt không thể thiếu nhé. Làm ớt là phải có ớt, đây có củ nén này, có ngò gai, lá chanh với lá é. Hồi bữa là mình có nói về cái này rồi. Ok ha. Tất cả để sắc mỏng ra ha, sắc mỏng ra để giá cho nó dễ và đều. Nên nướng thì nướng bằng than nha, không để nó cháy quá nhiều. Nướng than nên mình sẽ lật cái vỉ liên tục như vậy để cho nó chín đều mọi người, nó không bị cháy đấy. Bây giờ nó bắt đầu vàng vàng rồi này, đấy màu bắt đầu đẹp đẹp rồi đấy. Thơm lắm mọi người ơi. Thơm mùi của nén á. Và mùi thịt nữa hòa quyện với nhau thì là đúng rồi. Giờ là chỉ muốn ăn thôi. Giờ là sẽ cắt nhỏ ra mới ăn được nha mọi người. Giờ muốn ăn thôi. Giờ là đi cắt thôi ha. Cắt rồi là ăn thôi. Giờ là làm mùi. Ăn không thôi, không cần gia vị thôi cũng đã ngon rồi. Vừa chấm thêm mấy ớt lá chanh với củ nén với cái gì nhỉ? Lá é ha. Thơm lắm. Đi thôi. Đây mọi người nha. Lá chanh này sắc mỏng đó nè. Ok ha. Thơm lắm. Người mùi mà chảy nước miếng rồi. Thôi.
cái món thịt nướng chấm làm thịt lồng thì làm muối lá chanh này, ớt chanh đây mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ăn đây và sẽ dừng video tại đây để mọi người đỡ phải thèm. Và chào tạm biệt mọi người nhé.